Mình xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Vợ chồng Henry Cuộc sống Thụy Điển. Thì hôm nay mọi người hãy đi cùng Lim em Sóc đi tiêm vaccine nha. Thì hôm nay mình sẽ tiêm vaccine cho em Sóc để em Sóc về Việt Nam nha mọi người. Mình và em Sóc tháng 3 này sẽ đi về Việt Nam, cho nên là em Sóc sẽ cần phải tiêm một cái vaccine cho bệnh lao. Tại vì cái vaccine này là dành cho những em bé mà có bố mẹ là người châu Á hoặc là những cái đất nước mà bệnh lao nó vẫn còn phát triển đấy mọi người. Đó thì sẽ cần phải tiêm cái đấy. Còn như ở Thụy Điển thì họ không cần phải tiêm nữa. Thế nhưng mà em Sóc còn nhỏ, phải tiêm cho em Sóc nữa. Tiêm cho em Sóc khi mà em Sóc còn nhỏ, khi mà em về Việt Nam thì tránh được cái bệnh lao này. Đó thì bây giờ mọi người cùng đi bên đây nha. Trước khi đi thì khi vào đến đây là mình sẽ phải đi lấy số. Lấy số xong rồi đợi đến lượt. Thì ở Thụy Điển mà văn hóa xếp hàng luôn luôn ưu tiên hàng đầu mà mọi người. Nên là lúc nào mình cũng phải đi vào phải lấy số xếp hàng đợi đến lượt. Và đây là quầy lễ tân của bệnh viện. Còn đằng kia là cái sảnh chờ để đến lượt đấy mọi người. Đó thì sau đến lượt này là đến lượt bọn mình rồi. Thì bọn mình cũng đến chính xác giờ ấy, cho nên là không phải đợi lâu. Mà đến là chỉ việc nói thông tin cho cô ấy là mình có đặt giờ để tiêm vaccine cho em Sóc và mình có giờ nào giờ nào, và có y tế, cô y tế hay là cô bác sĩ sẽ đến đón mình đi luôn. Thì mình vừa mới làm xong cái thủ tục xong cái thì bác sĩ đến và đi đón mình vào luôn phòng để tiêm luôn. Hur ska jag bli när hon sticker sen? Det ska ha en liten feber eller inte? Jag ska berätta lite vad jag ska göra. Ja. Det är ju vaccination för BCG, tuberkulos, som ja. Vi ska ge idag. Och det är ju när man har en eller båda föräldrarna som kommer från ett riskland när det gäller tuberkulos, så erbjuds man denna vaccinationen. Ja. Annars så erbjuds man inte det längre i Sverige. Nej. Så det är därför. Vi sticker i höger överarm. Och den sidan ut. Ja. Och det är en tunn nål. Ofta reagerar man inte så mycket på nålen. Men de reagerar ofta att vi håller fast dem lite i armen. Jag tycker det är så roligt. Sen när vi sprutar in vaccinet, då blir det ledsna. Det både spänner och det gör lite ont. Men alltså ledsenheten går över rätt så fort, liksom så. Efter några minuter så brukar de ha glömt det här, att det gjorde ont. Efter någon dag så kan man få feber. Och det är ju som så när det gäller alla vaccin egentligen, både som vi vuxna eller som barn får, så kan man reagera med feber. Alla gör det inte, men vissa gör det. Ja, men när det är feber, behöver vi använda Avedon till henne eller inte? Om du tycker att hon är slö, hon vill inte äta eller så, och hon är ju så pass liten, så då får man ju inte ge Alvedon själv. Nej. Då måste man alltid ha kontakt med sjukvården. Okej. Så om du tycker att hon är jätteslö, hon vill inte äta någonting, då ringer du hit till vårdcentralen och pratar med dem. Och då ofta är det så att man får ge Alvedon. Men ja. Det är först när det är ett halvår som man får ge dem Alvedon själv eller så. Ringa hit då. För att sist vi hade en liten incident i huvudet och då ringde jag hit. Men kanske vi ska berätta. Nej, vi tar inte så små barn. Nej, men Alvedon ska de kunna säga i alla fall. Om det men kanske vi berättar att vi tar vaccinet. Ja, och jag skriver kan... det i en journal. Så ni kan så se det. Det finns där, så finns. Sen...
hur många som har fått tuberkulos per 100 000. Mm. Och då är det så man tänker att man kan åka ner till det landet. Mm. Och man kan också få hit anhöriga från landet. Mm. Och att de kan då ha smitta med sig. Mm. Ja. Lúc này cô giải thích là nếu như mà có bố hoặc mẹ là người mà có cái đất nước mà vẫn còn về cái bệnh lao này, thì khi mà mình đi du lịch lại đấy thì có thể là người nhà mình có ai bị này, hoặc là khi mà mình đi ở khách sạn ấy thì không may là có những người mà họ bị bệnh lao xong rồi không may lây lại cho em ấy, thì không có tốt. Chính vì thế là tại vì sao những em bé mà có bố mẹ là người châu Á hoặc là đến từ những cái đất nước mà vẫn còn bệnh lao này là sẽ phải tiêm trước khi đi về cái đất nước đấy. Đó, thì đấy là lý do vì sao em sao phải tiêm nha mọi người. Hon är snäll förutom när vi ska gå och lägga. Jaha, då vill hon inte sova eller? Nej. Sova på dagen går bra, men... Hej! Nej, då har du inte. Ska vi sticka dig lite? Mm. Vi ska se, nu vill jag sitta lite jämte dig här. Och jag vill kunna... Målen, man sätter ju precis under huden. Så att jag tar den här uppfattar. Ska jag nappa den här? Rồi, giờ tiêm xong rồi nhà mình sẽ đi về. Và có một thông tin nữa là cái vaccine này là mình sẽ không cần phải trả tiền này, hay là mình sẽ phải tự lên lịch để đặt giờ để đi tiêm đâu nha mọi người. Cái này là bên trung tâm chăm sóc trẻ em họ làm hết cho mình rồi. Mình không cần phải làm một cái gì nữa, mình chỉ cần đến giờ và đi đến để tiêm thôi mọi người ạ. Ở bên này là vậy đó, kể cả như tiêm tất cả các loại vaccine đều như vậy, là trung tâm chăm sóc trẻ em họ đều có tự lên lịch cho mình hết rồi, chứ mình không phải tự lên lịch để mà đặt giờ rồi đi tiêm đâu nha mọi người. Và bây giờ nhà cháu đi về đây. Cảm ơn mọi người đã xem video cùng Ly nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Ly để Ly có thể tiếp tục ra video cho mọi người cùng xem. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ.